Xin chào anh em đã quay trở lại với X Studio. Và như thường lệ thì đây là bản tin X News ngày 4 tháng 9. Và trong ngày hôm nay thì sẽ có các nội dung chính ngay sau đây. Thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, Xiaomi Mi Mix 4 lộ thêm thông tin. Sau Mi 9, chiếc smartphone flagship tiếp theo rất đáng mong đợi của Xiaomi trong năm nay sẽ là Mi Mix 4. Theo một nguồn tin đáng tin cậy của GSM Arena, Mi Mix 4 sẽ được chính thức ra mắt vào ngày 24 tháng 9 sắp tới đây. Kế hoạch ban đầu là sẽ ra mắt Mi Mix 4 vào giữa tháng 9, nhưng có lẽ là Xiaomi muốn tránh mặt một vài ông lớn như là Apple iPhone 11 hay là Huawei Mate 30 nên đã lùi ngày. Điều này là dễ hiểu bởi các thế hệ tiền nhiệm như là Mi Mix 3 hay là Mi Mix 2 đều được công ty chơi lớn ra mắt trùng ngày với iPhone và đều bị Apple dập tơi tả về mặt truyền thông, dẫn đến thất bại về doanh số. Và Xiaomi cần phải rút ra được bài học về điều đó. Một vài thông tin rò rỉ đầu tiên của Mi Mix 4 cũng đã xuất hiện. Theo đó, chiếc smartphone này sẽ được trang bị cảm biến camera 108 megapixel đầu tiên trên thế giới do Samsung sản xuất. Đây cũng là thương vụ hợp tác giữa Xiaomi và Samsung đã được công bố tháng trước. Ngoài cảm biến chính là 108 megapixel, Mi Mix 4 cũng sẽ có một camera góc siêu rộng 16 megapixel, một camera tele 12 megapixel với khả năng zoom quang 5x. Như vậy là Mi Mix 4 sẽ được trang bị 3 camera sau. Nhiều khả năng Mi Mix 4 sẽ có 2 phiên bản, một là sử dụng chip Snapdragon 855 và một sử dụng chip Snapdragon 855 cộng của Qualcomm. Bộ nhớ RAM 12GB, chạy hệ điều hành MIUI 11 dựa trên Android 10 và tất nhiên sẽ hỗ trợ công nghệ 5G. Giá bán của Mi Mix 4 được cho là không khác nhiều với Mi Mix 3 khi ra mắt, tức là vẫn từ $550 hay hơn 12 triệu đồng ở nước ta. Chuyển sang thông tin thứ hai của ngày hôm nay, iPhone 11R lộ điểm benchmark hạ đo ván tất cả điện thoại Android. Còn gần một tuần nữa là Apple sẽ ra mắt chính thức thế hệ iPhone của năm nay và một trong những mẫu iPhone được mong đợi nhất chính là bản kế nhiệm của iPhone XR, dự kiến mang tên là iPhone 11R. Trong một thông tin mới nhất đã tiết lộ điểm số benchmark của iPhone 11R trên cơ sở dữ liệu Geekbench. Theo đó, con chip Apple A13 của điện thoại này được ghi nhận với điểm số hiệu năng khá kinh khủng, lên tới là 5.145 điểm đơn nhân và 11.294 điểm đa nhân. So sánh trực tiếp với điện thoại Android mạnh nhất hiện nay là Asus ROG Phone 2 với số điểm tương ứng là 3.600 và 11.000 điểm, thì rõ ràng iPhone 11 sẽ hứa hẹn tiếp tục cho toàn bộ làng Android hít khói về hiệu năng trong năm nay. Các thông số khác của iPhone 11R bao gồm dung lượng RAM 4GB, tức cao hơn con số 3GB của iPhone XR, và rất có thể hai phiên bản iPhone 11 và iPhone 11 Max cũng sẽ có dung lượng RAM tương tự. Bên cạnh đó, thế hệ iPhone mới cũng sẽ cài sẵn hệ điều hành iOS 13.1 cùng hệ thống camera được nâng cấp mạnh mẽ hơn. Dự kiến Apple sẽ ra mắt iPhone 11 chính thức vào ngày 10 tháng 9, tức là thứ ba tuần tới. Và thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, lộ diện Nokia 10 PureView với đèn flash xenon 5 camera. Đầu năm nay, Nokia 9 PureView có thể ấn tượng ở 5 camera mặt sau, nhưng thiết kế mặt trước của máy vẫn chưa cuốn hút người dùng. Ngoài ra, nó chỉ dùng chip Snapdragon 845 và giờ sự kiện IFA 2019 đã đến gần và là thời điểm thích hợp để HMD Global trình làng phiên bản nâng cấp của Nokia 9 PureView như họ đã hứa cách đây không lâu. Kênh YouTube Concept Creator đã dựa theo những thông tin ghi nhận được và tổng hợp lại thành một mẫu concept mang tên là Nokia 10 PureView với điểm nhấn là hệ thống camera 5 ống kính nhưng được đặt ở trong một lồng hình tròn tương tự như là chiếc Lumia 1020 huyền thoại. Bên cạnh đó, Nokia 10 PureView còn được trang bị đèn flash xenon, hứa hẹn mang đến khả năng chụp tối ấn tượng. Về thiết kế tổng thể, Nokia 10 PureView có thiết kế với màn hình tràn cạnh đẹp mắt, góc trên bên phải có một lỗ khoét để chứa camera selfie, máy có bộ khung vỏ bằng kim loại chắc chắn, các cạnh được bo cong mềm mại. Dự kiến Nokia 10 PureView có thể được giới thiệu chính thức tại sự kiện IFA 2019, tức ngày mai, hoặc một thời điểm nào đó trong tương lai nếu HMD đủ tự tin. Vừa rồi cũng là tất cả những thông tin mà bản tin X News muốn gửi đến cho anh em trong ngày hôm nay. Đừng quên bấm like và subscribe để luôn đồng hành cùng X Studio. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.